Lần này nên sử dụng nó như thế nào đây? Tiêu diệt tất cả quỷ dị trên thế gian. Thưa chủ nhân, ngài hãy nghe tôi giải thích. Trong phạm vi trăm vạn dặm quanh đây, lão nô đã hái sạch hết hoa bì ngạn rồi. Chủ yếu là lão nô lo lắng khi ngài trở về sẽ không tìm thấy lão nô, nên lão nô không dám đi xa quá. Cho nên, Côn Luân Trùng càng giải thích càng thấy bất an, vì hắn hiểu rõ tính cách của Lâm Lão Ma, vốn chẳng bao giờ nghe lời giải thích của người khác. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, lần này Lâm Phi lại không trừng phạt hắn, mà chỉ bình thản gật đầu. Chẳng lẽ hắn đang e ngại sức mạnh của bản tôn? Nhưng ý nghĩ phản nghịch đó vừa mới nảy sinh, thì thấy Lâm Phi đã xòe bàn tay ra, một luồng sóng vận mệnh huyền ảo u tối hiện ra trong tay hắn, ánh sáng chuyển động, một bức tranh dần dần hiện hình, vận mệnh hiển hiện. Thì ra mày chính là Lâm Phi à? Quỳ xuống trước mặt bản tôn, trong bức tranh, một kẻ có gương mặt giống Lâm Phi, quỳ gối dưới chân Côn Luân Trùng. Còn Côn Luân Trùng thì cười điên cuồng. Tát vào mặt bản thân đi, tát mạnh vào. Oan uổng tao à, mày không ngờ mày cũng có ngày hôm nay chứ. Bản tôn uy phong lẫm liệt, tung hoành khắp nơi, ngày xưa chỉ là một phút sơ sẩy, bị mày hãm hại. Giờ đây phong thủy xoay vần, hôm nay bản tôn nhất định sẽ trả lại tất cả những nỗi nhục mà bản tôn đã phải chịu trước đây. Thấy cảnh này chưa? Côn Luân Trùng sợ đến tái mặt, vội vàng giơ tay phá tan bức tranh hiển hiện, lo sợ Lâm Phi nhìn thấy những cảnh quá đáng phía sau. Chủ nhân hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Chắc chắn là có kẻ cố tình hãm hại lão nô, động tay động chân vào vận mệnh. Tiếng kêu thảm thiết sau hơn 10 năm lại vang lên, khiến Lâm Phi có chút hoài niệm. Giờ đây sức mạnh của Côn Luân Trùng đã tăng lên, kèm theo đó, phương pháp trừng phạt cũng phải nâng cấp một chút, trực tiếp kết hợp vận mệnh luật lệnh với thống khổ luật lệnh, phát động phản phệ vận mệnh. Một ngày sau, Lâm Phi đã thành công nuốt sạch tất cả hoa bỉ ngạn mà Côn Luân Trùng thu thập được. Sức mạnh của hoa thần được hắn tích trữ trong cơ thể, từ từ tiêu hóa, dùng để ngưng kết Hắc Liên luật lệnh mới. Hắn nhìn về phía Côn Luân Trùng đang ngủ rũ bên cạnh, tiện tay gieo một hạt giống vào người hắn, biến hắn thành phân thân ký sinh. Côn Luân Trùng, ngươi ở lại bỉ ngạn, tiếp tục thu thập hoa bỉ ngạn cho ta. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài lại bỏ rơi lão nô sao? Nói về mặt dày thì phải kể đến Côn Luân Trùng, cứ như chuyện vận mệnh hiển hiện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Còn Lâm Phi cũng lười để ý đến hắn. Nhớ kỹ, lần gặp tiếp theo, ta muốn thấy số hoa bỉ ngạn gấp 10 lần này. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ thu hồi thân thể hiện tại của ngươi, tiếp tục giam cầm trong không gian tâm linh. Chủ nhân yên tâm, chủ nhân đi thong thả, chủ nhân hãy quay lại nhé. Đây là Vân Châu. Vân Châu lại thất thủ rồi sao? Thần Minh Cửu Châu đang làm gì vậy? Vận mệnh hiển hiện. Đây là khí tức của Vân Thiên Thần. Hèn gì sau khi ra khỏi thần quốc Thao Thiết, không bị Vân Thiên Thần tìm đến, thì ra hắn đang âm mưu đại sự. Vân Châu thất thủ, không biết Khứu Mộng Nguyệt giờ ở đâu. Hướng này là Thần Châu. Khứ Mộng Nguyệt đã từng đến Thần Châu sao? Lâm Phi càng lúc càng nhíu mày sâu hơn. Vân Châu được coi là đạo trường của Khứ Mộng Nguyệt, đặc biệt Nam Nguyệt còn là nền tảng của nàng. Khứ Mộng Nguyệt muốn thành thần thì không thể rời xa Nam Nguyệt. Và Khứ Mộng Nguyệt thành thần là một phần trong kế hoạch của hắn, không thể có sai sót. Hắn còn trông chờ Khứ Mộng Nguyệt thành thần để giúp hắn ngưng tụ Nguyệt Thần Luật Lệnh. Lâm Phi đại nhân, giờ phải làm sao? Đi Thần Châu, ta muốn xem những tên phế thần đó đang làm gì. Chẳng mấy chốc họ đã đến Cự Đỉnh Tiên Thành, muốn mượn trận truyền tống vượt không gian của Cự Đỉnh Tiên Thành để đến Thần Châu. Không ngờ, Cự Đỉnh Tiên Thành từng huy hoàng một thời cũng không thoát khỏi. Chết tiệt, tà ma. Ma Tổ lại đến rồi. Chạy mau, tôi không muốn chết. Đồ tà ma chết tiệt, ông đây liều mạng với chúng mày. Mau kích hoạt đại trận bảo vệ thành. Tuyệt đối không được để tà ma xâm nhập. Đúng lúc vị tiên đế đứng đầu thở phào nhẹ nhõm, biến cố bất ngờ lại xảy ra. Chúa tể, cơ giáp ma bá tỷ ma tướng. Mau đi mời Triệu công tử ra tay. Thưa thành chủ, Triệu công tử đang bế quan. Và còn dặn dò đặc biệt là không được. Tuyệt đối không được đến quấy rầy. Đồ khốn, bây giờ là lúc nào rồi? Nếu Triệu công tử không ra tay, chắc chắn cả thành sẽ bị hủy diệt. Cha, con sẽ đi mời Triệu công tử ra tay. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ quyết tâm, có vẻ như sẵn sàng hy sinh bản thân. Triệu công tử đó xuất thân từ Hợp Hoan Tông, tính cách còn. Thôi con cứ đi đi. Triệu công tử, Hợp Hoan Tông, có chuyện gì vậy? Lâm Phi đại nhân, tôi sẽ đi tiêu diệt con tà ma này. Đừng vội, sẽ có người ra tay. Lại đây. Thiếu chủ, nhiều người đang nhìn đấy. Lâm Phi đại nhân, người mà ngài nói sẽ ra tay là hắn sao? Người này bước đi lảo đảo, chỉ có tu vi tiên đế, nhưng sức chiến đấu có lẽ còn không bằng tiên tôn.
rõ ràng chỉ dựa vào song tu để tích lũy tu vi. Không sai, đây là một người quen cũ của ta. Người quen mà Lâm Phi nói đương nhiên là Triệu Hạo. Hắn không ngờ lại gặp được Triệu Hạo ở Vân Châu. Theo lý thuyết, Triệu Hạo đáng lẽ phải cùng Dương Minh và những người khác đều phát triển ở Thần Châu mới đúng. Nhưng nhìn bộ dạng thì Triệu Hạo có vẻ sống không tệ. Đã có được cuộc sống mơ ước của mình. Triệu công tử, xin hãy nhanh chóng ra tay. Hàng phục ma bá tỷ ma tướng, sau này nhất định sẽ hậu tạ. Triệu công tử, xin hãy cứu dân chúng Cự Đỉnh Tiên Thành. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Vương cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để những tên tà ma này động đến một sợi tóc của nàng. Vương thành chủ, không biết đại trận này còn có thể trụ được bao lâu nữa. Không trụ nổi nữa rồi. Giây tiếp theo, đại trận bảo vệ thành vỡ tan. Ba tí ma tướng như một vị ma thần cổ đại, xông thẳng vào không chút trở ngại. Do Triệu Hạo ở gần nó nhất, nên bị chọn làm mục tiêu đầu tiên. Đẹp, cứu mạng. Thiếu chủ, đừng chỉ biết chạy. Khí tiên hộ thân mà tông chủ cho ngài đâu, mau lấy ra đi. Thiếu chủ, giải lụa đỏ của trưởng lão Hồng Anh đâu. Thiếu chủ, nhanh lên, châm cái tóc của Bạch Liên Thánh Mẫu. Chuỗi hạt của Diệu Nhãn Thần Minh, giò hoa của Vạn Niên Tiên Cô, Từ Nhược Hải bên cạnh đã nhìn đến ngay người. Bởi vì những danh hiệu vừa rồi, hắn gần như nhận ra tất cả, đều là những nữ bán thần nổi tiếng đã lâu. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, người đàn ông tầm thường trước mắt này, thậm chí còn hơi dâm đãng, làm thế nào mà lại có quan hệ với nhiều nữ bán thần như vậy, và còn nhận được nhiều bảo vật thân cận của họ đến thế. Ba tí ma tướng thoát khỏi trói buộc, trừng trừng nhìn Triệu Hạo, như thể muốn xé xác hắn thành vạn mảnh. Hai người phụ nữ bên cạnh Triệu Hạo thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy. Ba tí ma tướng cũng chẳng thèm để ý đến họ. Lúc này trong mắt nó chỉ có mỗi Triệu Hạo. Triệu Hạo hoảng loạn cực độ, sợ hãi quay đầu bỏ chạy và âm thầm thế trong lòng. Sau khi trở về nhất định phải làm quen thêm vài vị nữ bán thần, để họ tặng thêm nhiều bảo vật hộ thân. Lần này, ngươi định dùng nó thế nào? Ta sẽ tiêu diệt tất cả quỷ dị trên đời. Tên thiếu chủ đồ đệ của Thái Thượng, không ngờ lại kiếm được bảo vật như thế. Lâm Phi đại nhân, ngài thật sự không cần tôi ra tay sao? Có vẻ như cố hữu của ngài sắp không chịu nổi rồi. Không cần, thời khắc sắp đến rồi. Thời khắc gì cơ? Lâm Phi đại nhân, cố hữu của ngài không chết rồi chứ? Với thực lực của hắn, nếu không có bảo vật bảo vệ, tuyệt đối không đỡ nổi đòn này đâu, thời khắc đã đến. Đây là khí tức của bán thần. Là bán thần đỉnh cao. Khi bóng người đó lộ ra chân dung, hai cô gái chưa chạy ra, nhìn bóng người đó với vẻ mặt mê mẩn. Không chỉ có họ, ngay cả những cô gái khác trong thành, kể cả con gái thành chủ lúc này đều thất thần. Lúc này trên mặt Triệu Hạo không còn vẻ sợ hãi nữa, chỉ còn sự tự tin quyến rũ. Lâm Phi nhìn Triệu Hạo đang lơ lửng giữa không trung, thấy anh ta dường như đẹp trai hơn trước. Quan trọng nhất là trên người anh ta có thêm một loại khí chất quyến rũ, khiến người ta cảm thấy như một ma nam mị hoặc. Đã đến lúc rồi à? Triệu công tử cẩn thận, yên tâm, ta sẽ không thua đâu. Nếu ta thua, ai sẽ bảo vệ nàng đây? Hiểu không? Đầu có thể đứt, nhưng kiểu tóc không thể rối. Mạnh thật, đây mới là thực lực thật sự của Triệu công tử sao? Nghe nói Triệu công tử vốn rất kín đáo, bình thường cũng chỉ lộ diện với bộ dạng giả trang. Chỉ khi gặp phải kẻ địch thực sự mạnh mới hiện nguyên hình. Không ngờ hôm nay lại được thấy chân dung của Triệu công tử. Thật sự là chết cũng không tiếc. Lâm Phi đại nhân, cố hữu của ngài lại có thể bộc phát sức mạnh bán thần. Đây là thần thông gì vậy? Đây là một loại thần thông bộc phát, tên là giờ tí đã đến. Chỉ có thể thi triển vào giờ tí, có thể tăng mạnh thực lực lên một cảnh giới lớn. Thần thông bộc phát? Thảo nào tên này lại liều lĩnh như vậy? Đẩy tu vi của mình tới cảnh giới tiên đế, thì ra là để có sức mạnh mạnh hơn sau khi bộc phát. Nhưng việc này giống như đặt cược tất cả vào giờ tí vậy. Đúng vậy, thả đánh cược một lần còn hơn tầm thường cả đời. Bá tỷ ma tướng bị đập xuống đất, một sức mạnh kéo vô hình bùng nổ, kéo sương mù và quỷ dị xung quanh lại. Thân thể vốn bị thương nặng cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Còn Triệu Hạo thì sao? Thậm chí không thèm liếc nhìn bá tỷ ma tướng, bay thẳng đến bên cạnh con gái thành chủ. Vương cô nương, cô không sao chứ? Không, không sao. Đa tạ ơn cứu mạng của Triệu công tử. Đại ân như vậy, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lâm Phi đại nhân, mặc dù cố hữu của ngài có thần thông kỳ lạ, nhưng cũng quá sơ hở rồi. Lại để bá tỷ ma tướng nuốt chửng,
Tà ma hồi phục. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy thực lực mạnh hơn rồi, nhưng tính cách vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Đệt, mày ăn hormone à? Triệu công tử, ngài không sao chứ? Không, không sao, vừa rồi bản công tử chỉ sơ ý thôi, chưa kịp đánh giá. Lúc nãy rõ ràng anh ta có cơ hội, nhưng lại cứ phải nói vài câu với cô gái đó. Thật phí phạm thần thông của bản thân. Khi Triệu Hạo đang tuyệt vọng, ký ức của anh ta liên tục hồi tưởng, cuối cùng dừng lại ở đêm đó tại làng Hắc Thủy. Và anh ta bất chợt nói ra câu đó. Phi ca, cứu em. Phi ca, anh thật sự đến rồi. Ừ, phần còn lại cứ giao cho anh. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một cái đầu rắn dữ tợn to đến mức che kín bầu trời, thò ra từ tầng mây, áp lực từ ma thần đó, khiến tất cả mọi người không thể thở nổi. Ngay cả bá tỷ ma tướng cũng ngẩng đầu nhìn trời, đầy vẻ sợ hãi. Bá tỷ ma tướng bị nuốt chửng, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, cả hiện trường im lặng như tờ. Chẳng ai ngờ rằng, trong cự đỉnh tiên thành, giữa đám người qua đường, lại ẩn giấu một vị đại năng đáng sợ như vậy. Chỉ một đòn đã đánh bại bá tỷ ma tướng. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Hai cô gái lúc trước, đỡ Triệu Hạo dậy khỏi mặt đất. Tiện thể che chắn trước mặt anh ta, cảnh giác nhìn Lâm Phi không rõ lai lịch. Rõ ràng là khi Triệu Hạo biến thân, hai cô gái này cũng bị ma lực làm cho choáng váng. Không sao, không sao, đây không phải kẻ địch. Đây là Phi ca. Phi ca, em cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Phi ca, bao nhiêu năm nay, anh vẫn không hề thay đổi. Không, còn mạnh hơn trước nữa. Em trước đây còn tưởng mình là người tiến bộ nhanh nhất trong chúng ta. Không ngờ so với Phi ca anh vẫn còn kém xa lắm. Sao cậu không ở Thần Châu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Triệu công tử và vị tiền bối này, bây giờ không phải lúc hàn huyên. Ma triều vẫn chưa rút lui. Lão Phu mong hai vị ra tay tường trợ. Suýt quên mất, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Phi ca, anh đợi em một chút, em đi giải quyết ma triều đã. Nửa canh giờ sau, ma triều cuối cùng cũng rút lui. Thành chủ cự đỉnh tiên thành cũng mời Lâm Phi và những người khác đến phủ thành chủ. Phi ca, các anh uống trà trước đi, em đi tắm một cái, thoa chút nước hoa, lát quay lại ngay. Ừ, biết rồi, cậu đi đi. Phi ca, thật không phải em cố ý, em vừa tắm xong, hai nữ thị tỷ đó liền xông vào, chết sống không cho em ra, bình thường họ đâu có cho em đụng vào, mỗi ngày phải đợi đến giờ tí mới. Thực ra anh ta không nói dối, bởi vì ở Hợp Hoan Tông, mỗi ngày anh ta chỉ được dùng vào giờ tí, và thường bị các trưởng lão tông chủ chiếm dụng. Hai nữ thị tỷ này hiếm khi có cơ hội đi theo, mỗi ngày chỉ mong đến giờ tí. Trước đây cậu vẫn ở Thần Châu, sao lại xuất hiện ở Vân Châu? Em vâng lệnh tông chủ Hợp Hoan Tông đến Vân Châu cứu người. Vân Châu hiện giờ sắp thất thủ rồi, tông chủ bảo em qua đây cứu người của Hư Nguyệt Cung. Thực ra không chỉ có em, các môn phái lớn ở Thần Châu đều cử người đến. Em tính ra là đến muộn, đến đây cũng chẳng tìm được mấy người của Hư Nguyệt Cung. Cứu người của Hư Nguyệt Cung? Phải chăng là vì Khứ Mộng Nguyệt? Tại sao các ngươi lại cứu Hư Nguyệt Cung? Tất nhiên là vì Nguyệt Thần Đại Nhân rồi. Hư Nguyệt Cung là môn phái của Nguyệt Thần Đại Nhân, hơn nữa còn là tín đồ của ngài ấy. Khi Vân Châu thất thủ, có thần linh ban xuống pháp chỉ, ra lệnh toàn lực cứu viện Hư Nguyệt Cung và toàn bộ người Nam Việt. Thậm chí tôi nghe nói còn có thần linh đích thân ra tay cứu giúp. Hợp Hoan Tông chúng ta qua đây cũng chỉ là dọn dẹp nốt thôi, tìm kiếm những người Hư Nguyệt Cung đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài hoặc lưu lạc. À đúng rồi, anh Phi, anh chắc quen Nguyệt Thần phải không? Chuyện anh ở Vân Châu đã truyền đi khắp nơi, ngay cả ở Thần Châu cũng có không ít truyền thuyết về anh. Lúc đó ở Vân Châu tôi dùng thân phận của Chu Thanh Phong mà. Sao bây giờ danh tính của tôi lại ai cũng biết thế này? Chu Thanh Phong đã đến Cửu Châu rồi à? Không chỉ đến thôi đâu, nghe nói gần đây còn thân thiết với thần linh nữa. Hơn 10 năm trước anh ta xuất hiện ở Cửu Châu, lúc đó còn bị thần linh truy sát. Ồ, anh ta còn nói là vì anh Phi mà bị truy sát đấy. Sau đó Chu Thanh Phong bỏ trốn, rồi không biết thế nào nữa, lại kết giao được với thần linh. Hiểu lầm cũng đã được giải thích rõ ràng. Chuyện về thần Cửu Châu anh cũng biết rõ chứ? Chu Thanh Phong kể cho tôi nghe đấy. Sau khi anh ta quay lại đã tìm tôi và Dương Minh bọn họ, còn nói nếu ai trong chúng tôi gặp anh thì nhắn với anh một câu. Câu gì? Anh ta bảo anh phải cẩn thận. Anh Phi này, tôi thấy anh ta cũng tốt đấy chứ, còn khá quan tâm đến anh nữa. Ừ, Dương Minh và những người khác giờ thế nào rồi? Dương Minh bây giờ ghê lắm, không chỉ trở thành thiếu tông chủ của Huyền Thiên Đạo Tông, một trong 9 đại tông phái ở Thần Châu, mà còn tu thành tiên đế, được gọi là Minh Đế. Đáng sợ nhất là, anh ta còn tìm được trong một di tích cổ, một món thần khí thượng cổ gọi là Không Đồng Ấn. Quả thật người với người làm nhau tức chết. Nghĩ lại tôi bao nhiêu năm cần cù chăm chỉ, mỗi ngày phải hầu hạ những nữ bán thần già nua xấu xí mới miễn cưỡng đột phá được tiên đế. Còn anh ta thì sướng thật, ở trong tông môn có cả tiên hạc ngậm đan dược bay đến tận nơi, ra ngoài thì càng không phải bàn. Không thì anh hùng cứu mỹ nhân, không thì nhận được bảo vật trời cao cứ đuổi theo mà cho ăn. Thế mà mới chỉ là tiên đế thôi à? Mới chỉ là tiên đế ư? Anh Phi, đừng nói tiên đế như thể không đáng giá gì chứ. Người có thể tu thành tiên đế ở đâu cũng là nhân vật hiếm có như lông phượng sừng lân cả. Lâm Phi không giải thích thêm nhiều, chóng mắt anh ta.
Tiên quân, tiên tôn, tiên đế đều như nhau cả thôi. Thần khí thượng cổ không đồng ấn có tác dụng gì vậy? Tác dụng của nó mạnh lắm đấy. Không đồng ấn được coi là nguồn suối bất lão. Người sở hữu nó có thể trường sinh bất tử. Nghe nói ngay cả chân thần muốn giết Dương Minh cũng không dễ đâu. Hèn gì đột phá chậm thế, thì ra là nhờ món đồ chơi này. Còn những người khác thì sao? Những người khác à? Để tôi nói về Phương Mạc Ly trước nhé. Thằng nhóc đó cũng nổi danh lắm, trở thành đại đệ tử đứng đầu của kiếm tông, được coi là kiếm đạo đệ nhất trong giới trẻ. Nhưng tu vi không đột phá nhanh bằng tôi đâu. Nghe nói mới một thời gian trước, mới vừa trở thành cường giả tiên tôn đầu tiên của thế hệ hiện tại, giờ cũng đã thua tôi rồi. Nói thật, tôi cũng lâu rồi không gặp nó. Chủ yếu là thằng nhóc đó ngày nào cũng không ở nhà, cứ lấy cớ là tìm hiểu kiếm đạo, rồi đi khắp nơi thể hiện, ngày nào cũng bận rộn. Đến một sân khấu lớn hơn, cuối cùng Phương Mạc Ly cũng có thể thoải mái phô trương tài năng. Tất cả các cậu đều gia nhập môn phái rồi à? Cũng không phải tất cả mọi người đều gia nhập môn phái đâu. Vô Vi đạo trưởng đã gia nhập một môn phái đạo gia, còn Không Kiến đại sư thì đã quy y Phật môn. Hai người họ không giống như Dương Minh và Phương Mạc Ly, không tạo nên tiếng tăm lớn như vậy. Sau khi gia nhập môn phái, họ chỉ chuyên tâm tu luyện, mặc không gia nhập môn phái nào cả. Thật ra cũng không hẳn là không gia nhập. Nghe nói ban đầu hình như cậu ta có gia nhập một môn phái nhỏ, nhưng vì béo quá nên bị sư trưởng chê bai, mập tức giận, cuốn sạch kho báu của môn phái rồi bỏ trốn. Sau đó cứ bị môn phải đó truy sát, nhưng nhờ có năng lực không gian nên cũng không bị bắt. Từ đó về sau, cậu ta dường như đã thức tỉnh một thuộc tính kỳ lạ nào đó, dùng năng lực không gian để đi ăn trộm khắp nơi, còn đi khắp nơi tuyên bố mình là đạo thánh. Thiên hạ không có báu vật nào mà cậu ta không trộm được. Bây giờ không ai tìm được mập đâu, vì ngày nào cậu ta cũng bị truy đuổi. Nhưng cũng chính vì thế, năng lực không gian của cậu ta càng ngày càng thần kỳ. Tôi thấy trên lệnh truy nã có ghi, hiện tại cậu ta đã là tiên tôn rồi, có lẽ đã trộm được không ít bảo vật tăng tiến tu vi. Không ngờ mập vốn nhát gan như vậy mà lại dám làm chuyện này. Nhưng đây cũng là cách sử dụng đúng năng lực không gian. Anh Phi này, tôi nói cho anh biết, thực ra mập còn tính là khá tốt đấy. Tuy mỗi ngày đều bị truy đuổi, nhưng ít ra chưa chọc giận bán thần. Đại lão Hắc mới thực sự là ghê gớm. Bây giờ, ai mà dám nói ở Thần Châu là mình quen biết Tiêu Sở Hạ. Chưa đầy nửa nén hương, đã bị người ta vây bắt rồi. Những năm qua, để thu thập lực lượng dối trá, cô ta thật sự không từ thủ đoạn nào, mà còn chuyên lừa những kẻ mạnh. Cả bán thần cũng dám lừa. Cái ông bán thần đáng thương của Chính Nghĩa Môn, nửa người đã xuống mồ rồi. Cô ta bảo mình là huyễn thể thánh thể, cực phẩm song tu, thể chế lô đỉnh, có thể làm thiếp cho bán thần già. Cuối cùng lấy được xính lễ xong, rồi bỏ trốn luôn, chạy rồi còn đi khắp nơi bịa đặt, nói bán thần già mưu đồ thân thể cô ta, muốn cưỡng ép cô ta làm thiếp. Tội nghiệp ông bán thần già Chính Nghĩa Môn bị tức đến học máu, danh tiếng cả đời bị hủy hoại. Cô ta còn giả mạo một di tích thượng cổ, dụ một đám thiên tài đến di tích tìm báu vật. Kết quả họ phải vất vả làm mời đánh thông di tích, nhưng báu vật cuối cùng lại chỉ là một mảnh giấy, trên đó viết mắc lừa rồi nhé. Những thiên tài đó tức điên lên, như phát cuồng đi khắp nơi tìm đại lão Hắc. Nhưng lực lượng dối trá của đại lão Hắc quá mạnh, sau khi ngụy trang thì hoàn toàn thay đổi diện mạo, ngay cả bán thần cũng không thể nhìn thấu. Cô ta đổi hết mặt nạ này đến mặt nạ khác, đi khắp nơi lừa đảo. Vụ lừa đảo lớn nhất là lừa cả một thành tiên. Cô ta giả mạo đủ loại bằng chứng về tà ma xâm lược, dọa cho cả thành chạy sạch. Những người này sau khi đến Cửu Châu đều có phần phóng túng quá đà. Sao lúc ở hiện thực lại không nhìn ra nhỉ? Hay là khi ở bên cạnh tôi, họ bị hạn chế phát huy quá nhiều? Hiện giờ cô ta tu vi thế nào? Anh Phi à, miệng đại lão Hắc chẳng có câu nào thật cả. Bây giờ anh ta lừa cả người thân, bảo mình là bán thần. Tôi đoán chừng nào, cả Thần Châu đều tin cô ta là bán thần. Có khi cô ta cũng thành bán thần thật. Nhưng theo cảm giác của tôi, chắc cũng chỉ là tiên tôn thôi, không thể nào là tiên đế được. Tiên đế đâu phải dễ đột phá như vậy. Dương Minh nhờ thiên mệnh, Phương Mạc Ly nhờ thiên tư, tôi nhờ nhan sắc, còn đại lão Hắc thì nhờ cái gì? Đối với lời nói của Triệu Hạo, Lâm Phi thì có thái độ ngược lại, chỉ có anh ta từng trải nghiệm khả năng của Tiêu Sở Hạ mới hiểu được sức mạnh của lời nói dối thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Theo những gì Tiêu Sở Hạ đã làm, sức mạnh lời nói dối cô ta có được ít nhất cũng đủ để cô ta đột phá lên tiên đế. Còn Bạch Khởi, Lạc Thanh Thanh và những người khác thì sao? Họ đều đã chết rồi. Chết như thế nào? Họ không may mắn như Dương Minh, không có thiên phú như Phương Mạc Ly, cũng không có kỹ năng bảo mệnh như Tiêu Sở Hạ. Mập, sau khi chúng ta chia tay, họ trở thành tu sĩ tản mạn, sức mạnh tăng lên rất chậm, dần dần bị chúng ta bỏ lại phía sau. Sau đó, để đột phá tu vi, họ liên thủ đi thám hiểm một khu vực cấm địa, kể từ đó không bao giờ quay lại nữa. Thật ra, chỉ cần họ liên lạc với bất kỳ ai trong chúng ta, đều có thể nhận được rất nhiều tài nguyên, hoặc chúng ta có thể đi cùng họ đến cấm địa, nhưng họ đã không làm vậy. Về sau, Dương Minh đã huy động lực lượng của môn phái nhà mình, xông vào cấm địa, mang hài cốt của họ về. À đúng rồi, anh Phi, chúng em vẫn luôn chờ anh về để hồi sinh họ. Giờ anh đã về rồi, họ cũng có thể được cứu. Đây cũng là lý do mà Dương Minh không tiếc công sức của môn phái, cũng phải mang hài cốt của họ ra. Anh Phi, anh có thể hồi sinh họ không? Được, tuyệt quá. Anh Phi, vậy chúng ta mau trở về Thần Châu thôi. Đến Huyền Thiên Đạo Tông tìm Dương Minh, hài cốt đang được lưu giữ ở đó. Lần này tôi đến Cự Đỉnh Tiên Thành, cũng là để đến Thần Châu điều tra về vụ thất thủ của Vân Châu. Anh Phi, về chuyện Vân Châu thất thủ, em cũng nghe được vài tin đồn. Tin đồn có đáng tin không? Chắc là khá đáng tin. Em nghe được từ miệng những nữ bán thần đó. Anh Phi, anh có biết Cửu Châu Đại Trận không? Không biết. Cửu Châu Đại Trận là trận pháp bảo vệ Cửu Châu khỏi sự xâm lấn của Bỉ Ngạn. Mỗi châu đều có một vị thần dùng thần quốc làm trận nhãn. Vân Châu vốn do Vân Thiên Thần trấn áp, nhưng Vân Thiên Thần đã phản bội. Điều này khiến Cửu Châu Đại Trận không còn hoàn hảo. Tuy không còn hoàn hảo, nhưng trong thời gian ngắn, mà thần cũng không thể tấn công vào được. Tuy nhiên Vân Thiên Thần dựa vào hiểu biết về Cửu Châu Đại Trận, âm thầm xâm nhập Vân Châu,
thậm chí còn kích hoạt một loạt cạm bẫy để lại từ trước. Nội ứng ngoại hợp mới dẫn đến việc Vân Châu bị xâm lược. Cửu Châu Thần không quản sao? Không phải không quản, mà là không quản nổi. Chư thần Cửu Châu đang toàn lực vận hành Cửu Châu Đại Trận, còn ma thần thì liên tục tấn công Cửu Châu Đại Trận. Hai bên đang ở giai đoạn quyết liệt, chư thần Cửu Châu hoàn toàn không rảnh tay, nên mới phải huy động các đại môn phái ở Thần Châu đến cứu người Hương Nguyệt Cung và cả Nam Việt. Vì những người này là chìa khóa để Nguyệt Thần thành thần, là nền tảng tín ngưỡng của cô ta. Khứ Mộng Nguyệt vẫn chưa thành thần. Nghe những nữ bán thần đó nói, cô ta đã vô cùng gần với thần, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là khai sáng thần quốc. Chỉ cần cô ta thành thần, là có thể nhập chủ Vân Châu, thay thế Vân Thiên Thần trước đó để trấn áp Vân Châu, khiến Cửu Châu đại trận hoàn hảo vô khuyết. Mà Vân Thiên Thần tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn Nguyệt Thần thành thần. Xâm lược Vân Châu chỉ là bước đầu tiên của hắn, mục đích là phá hủy nền tảng của Nguyệt Thần, không cho cô ta khai sáng thần quốc. Khoan đã, nếu đa số tín đồ của Khứ Mộng Nguyệt đã được cứu đi, vậy cô ta trực tiếp thành thần ở Thần Châu không được sao? Không đơn giản vậy đâu. Em nghe mấy nữ bán thần đó nói, như Nguyệt Thần, người thành thần nhờ vào thần cách, muốn khai sáng thần quốc, cách nhanh nhất là phải mượn sức từ đất tổ, tức là Nam Việt. Đây chính là kế hoạch của Vân Thiên Thần sao? Xâm lược Vân Châu, buộc Khứ Mộng Nguyệt phải thành thần càng sớm càng tốt. Nhưng muốn thành thần nhanh chóng, lại phải mượn sức từ vùng đất Nam Việt. Một khi Khứ Mộng Nguyệt đến Nam Việt, Vân Thiên Thần chắc chắn sẽ cản trở vào thời khắc then chốt, khi cô ta sắp thành thần, và đó cũng là lúc Khứ Mộng Nguyệt yếu nhất. Vân Châu có ma thần nào xâm nhập không? Tất nhiên là không rồi, nếu có ma thần xâm lược, Vân Châu đã sớm tiêu đời rồi. Cửu Châu đại trận tuy không còn hoàn hảo, nhưng chưa mất hiệu lực. Ma thần vẫn không thể vào được, ma thần không thể xâm nhập, vậy trận chiến này trở thành cuộc đấu giữa bán thần và chúa tể. Và bán thần chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi Khứ Mộng Nguyệt thành thần là được. Sự ma hóa của Vân Thiên Thần có đơn giản chỉ có vậy thôi sao? Thông tin không đủ, Lâm Phi không thể phán đoán. Hơn nữa, vụ này liên quan đến quá nhiều thần linh, ngay cả việc suy diễn thiên cơ cũng không thể suy diễn ra được. Có lẽ có một người có thể suy diễn ra. Đi thôi, đến Thần Châu.